Hello, good evening. Good evening. Oh, không chơi gì thầy con. I can't see you. Hello, teacher. Yes, hello, my dear. Okay, so how are you today? How are you? How are you today? I am fine. I'm fine, okay. Are you sleepy today? Are you sleepy? No. Oh no, 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 I'm sleepy. No, I'm sleepy. No, I'm sleepy. Không, con buồn ngủ. No, I'm not. Được chưa? Okay. Oh, okay. Nói lại nhá. No, I'm not. Okay, I'm not sleepy. Okay. Now, so, ha. Do you go to school today? Yes. Yes. Okay. So do you remember do you remember about your homework? Cô bảo Hà làm gì nhỉ? Listen. No. Hôm trước bài tập ở nhà cô bảo con làm gì? Viết 6 từ. Ừ. 6 gì con? Hôm qua học. Ừ. Rồi. Mình nói về gì? I am hot. Ừ, I am hot. Okay. Nhưng mà con chưa gửi ảnh cho cô. Làm sao cô check được chính tả cho con về không sao nhá. Đúng không? Hôm nay sẽ gửi bù cho cô nha. Nha. Yeah. Okay. Yes. Yes. Okay. Great job. Now. Okay, we will practice a bit. Now. Are you ready? Are you ready? Yes. 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 I'm ready. I'm ready. Okay. How are you today? Tôi mỏi. I am tired. Ừ, great. Tôi khỏe hôm nay. I am good. Hôm nay tôi nóng. I am hot. Hôm nay tôi rất là đói. Tôi rất là đói. I'm hungry. Okay, great job. So I'm hungry. So are you hungry now? Are you hungry? Right now? Bây giờ mình có đói không? No, okay. No, okay. Good. Now, hôm nay thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ sáu. Thứ sáu. How to say thứ sáu in English? Thứ sáu mình đọc là gì? Sáu, thứ sáu. Six. Six, okay, đấy là số sáu. Còn thứ sáu thì sao? Friday. Friday. Yeah. Rồi, okay, great job. Friday. Nào con sẽ đọc cho cô cả câu nhé. Today is on Friday. Less. No, less. Okay, today is on Friday. Today. Con đọc nào. Today. Today. Is. Is. On. On. Okay. Friday. Friday. Okay. Rồi. Nào, tiếp theo nha. Where your book? Your book. Oh, okay.
Where your pen? Pen, pen, pen. Rồi, ok. Ok, cái slide của cô chạy hơi chậm. Đó, ok. Ông, cô đang lướt cái slide hơi chậm nha. Ôi trời ơi, chậm quá. Ok. Cô đang chạy cái slide này nhưng mà nó chậm quá nhưng mà chưa đến được chỗ. Ok rồi, đã đến rồi. Nào, how do you say con mèo? How do you say con mèo? Cat. Cat. How do you say con chuột? Mouse. Mouse. And do you see my picture? Do you see my picture? Con có thấy không? Yes. Yes, okay. And what is this animal? Jerry. Jerry. What is this animal? Đây là con gì? Con chuột. Okay, con nói cho cô với cấu trúc cô đã dạy nào. Đây là một con chuột. Chúng ta sẽ nói như nào nào? This mouse. This a mouse. Good job. Đây là một con mèo. This is a cat. Good job. Nào, con nói là con mèo này là con chuột này là Jerry. Sau đấy con nói là con mèo này là Tom. Con sẽ nói nào đầu tiên là con chuột nào. Con chuột này là Jerry. Con chuột này. This mouse Jerry. À, ok. Được rồi. Nào, chúng ta sẽ có câu như sau. This mouse is Jerry. Chưa? Không câu. Ok. Jerry. Nào. Ok. Hai như thế của cô chưa nhỉ? Yes. Yes. Nào của cô nhá. This mouse is Jerry. This mouse is Jerry. Đúng rồi. Nào bây giờ con đọc nào. Con mèo này là Tom. Con đọc như nào? Con nói như nào? This Tom is this Tom. Ok. Gần đúng rồi, chỉ là nhầm câu thôi. Rồi con đọc lại cho cô là again. Good job. This cat is Tom. Đúng rồi, this cat is Tom. Nào. Ok. Hà ghi cho cô hai câu nhá. Hà ghi cho cô hai câu này đi. This cat is Tom. Con ghi cho cô hai câu này. This mouse is Jerry. Okay, have you finished? No. We have say. Okay, no. Con đi đi. Finished. Okay, good. Finished. Now. Okay. Do you remember the question? How about and what about you?
Nghĩa là I'm fine. I'm fine. Okay. Okay, we will practice now. Hi, Tom. I am Jerry. You are Tom. I will ask you. Okay? I will ask you. Cô sẽ hỏi con nhé. Hi, Tom. Tay đâu, tay đâu? Hi, Tom. How are you? Con trả lời cô. Con là Tom. I'm fine. Thanks. And you? What about you? I am fine. Thanks. Đấy. Okay. À, bây giờ cô sẽ là Jerry. Và Hà sẽ là Jerry. Cô sẽ là Tom. Nhá. Con hỏi cô. Yes. Hi, Tom. How are you? I'm fine. Thanks. What about you? I'm fine. Thank you. Good job. I'm fine. Thank you. Right. Now, so how many numbers? Có bao nhiêu số đây? Con đếm cho cô nào. How many numbers? Five. Okay. Now, chúng ta sẽ làm gì bài này? Theo Hà, chúng ta sẽ làm gì con? Xếp. Chuẩn luôn, xếp từ. Nào bây giờ mình sẽ xếp từ nha. Nào, the first one, number one. Con xếp là How are you? How are you? Nào, câu thứ hai. Number two. I am Mai. Thế bây giờ nói là tôi là Hà, mình nói như nào? I am Hà. I am Hà. Anh ấy là Lam, con nói như nào? He's Nam. Cô ấy là Nga, con sẽ nói như nào? She is Nga. Đúng rồi, she is Nga. Great job. Cô giáo của bạn của tôi. Mẹ của tôi tên là Hiền, con sẽ nói như nào? My mother is Hiền. Great job. Okay, my mother is Hiền. Good job. Now, number three, con sẽ đặt như sau. Con sẽ nói hello. Hello, Miss Hiền. Hello, Miss Hiền. Okay. Now, number four. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Now, number five. What about you? What about you? Okay, ở trên nhỉ? Now, next. Đây là đáp án. Chọn rồi. Tiếp này. Now, so do you remember what is this, what is this, and what is this? Number one. Bo. This is bo. No. This is bo. No. What about this? Yes. Yes. Great. What is this? Book. Book. And what is this? Boy. Boy. Okay. Boy. Book. Okay. Okay. Now, con gì đây con? What is this animal? Horse. Horse. How do you spell horse? Con nhớ biết con ngựa như nào nhỉ? How do you spell? H. U. Chữ gì nhỉ? Know you. I know you. Okay.
Oh. Oh, okay. You. You. Are you sure? Có chắc không? Chúng ta có you à? Chắc không? Có gì nhỉ? Horse. Mình có yes. You không nhỉ? À, có you không con? Yes or no? Yes or no? Chúng ta có you không nhỉ? No. Yes. Yes, okay. So anyway, now, are. Đi nữa con. S, okay. Ngoài ra, S, okay, S. No, R. No, R, no R, oh, okay. Are you sleepy? Are you sleepy? No, I know. No, 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 okay, now, no sleepy, okay. Now, vậy con đọc cho cô từ này nào. Chúng ta đọc như nào? How do you pronounce? Horse. Ờ, cái này đọc là house, not horse. Ok, từ horse của cô như sau. Chúng ta có H-O-R-S-E. Đây nhỉ? Đây là con ngựa. Đây là cái gì đây? Chúng ta đang ở trong cái gì? Ngôi gì? Ngôi nhà. Ngôi nhà. Ok, house, ngôi nhà. Horse mới là con ngựa nha. Ok. Con ngựa. Ok. Thế nên là Hà phải viết câu cho cô thì Hà mới nhớ được chữ. Rồi Hà gửi ảnh cho cô. Con viết xong con gửi ảnh cho cô. Được chưa? Đó. Ok. Rồi con viết cho cô. Horse. 2 chấm. Con ngựa. Con ngựa. Con ngựa Phi Phi. Finished. Okay. How is he? How is he? Hot. Anh ấy nóng có nói như nào? I am hot. Đấy là tôi nóng mất rồi. Anh ấy nóng. Hit. He is not. À, his what? Okay, con nói lại nào. He is. He. He gì nữa? He is. He is not hot. Đúng rồi, he is not. He is hot. Đúng rồi, he is hot. Okay. Now, what about? Okay. How do you spell hot? How do you spell? Con đánh vần nào. S O T T. Okay, middle T. Great. What? What about him? Happy. Happy. Now, how do you spell happy? H H. Cô nhớ cho cô nha, không nhìn vở nha. A Hey. B. B. Okay. B. B. Rồi. Why? Why? Có luôn. Okay. Nào. Anh này thì làm sao? Anh này làm sao? Đói. Oh, đói á. Okay. Now, hungry. How do you spell? H. U. U. N. N. G. G. Hungry. Có hăng rồi, chúng ta phải có ri nữa. Hungry. Cô đọc đấy. Có chữ gì đó? R. Ok. Chữ cuối cùng. U. À, you, you, hăng rù à con? Hăng rù à? Hăng rù à con? Nếu mà con biết là chữ U thì cô sẽ đọc là hăng rù. Và chúng ta là hungry. Chúng ta phải có chữ gì nhỉ? N. Chữ N à? Hungry. No.
có hungry đúng không? Chữ A rồi. Hungry, cô đọc là hungry thì phải có cái chữ gì cuối? Chữ gì nhỉ? Why? Ok, chữ Y đúng không? Ok, cô đọc là hungry thì cuối cùng nó phải có chữ Y, được chưa? Ok. Giống như là cô yes. đọc là happy đúng không? Cô đọc là happy thì cuối cùng nó phải có chữ gì con? Y. Đấy, đúng chưa? Thế sau này nhá, cô đọc những cái từ này nhá. À, sẽ phải nhớ cho cô. Happy cuối cùng phải có chữ Y dài. Hungry cuối cùng nó cũng có chữ Y dài. Hai từ này nhá, giống nhau vì tận cùng nó có ý. Y gì? Y dài. Ok. Đấy, ok. Chúng ta có Y dài nhá. Tiếp này. Được chưa? Ok, good job. Chúng ta có tất cả các từ biết được hết rồi. Ok. Chúng ta bắt đầu bằng chữ gì con? Tiếng Anh chúng ta đọc chữ H đàn là gì? Eight. Ok. Nào, bạn đã chưa đi đâu vậy? À, tiếp theo này. Con gì đây? Con gì đây? What is this animal? Con ong. Ong. Now, how do you say ong? B. In English. B. How do you spell B? B. B. E. 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 Ah, okay. Then what about this? Cái này giống cái bat. Gì con? Bat. Oh. Do you know bat? How do you spell bat? Bat. B. D. Okay. Hai bạn này chơi môn gì đấy? Cầu lông. Ờ. Do you know cầu lông? Con có biết không? Cầu lông. Gì nhỉ? À, is this your new word? Từ mới của con phải không? Từ mới hả? Yes. Yes, ok. Nào, chúng ta B. Nhá. Nào, con đọc cho cô là B. B. Ok, one more time, B. B. Ok. Bedroom. Ok, bedroom. Phòng ngủ. À vậy, phòng ngủ đúng rồi. Room có nghĩa là phòng. Bed có nghĩa là cái giường ngủ hoặc là ngủ. Thì chúng ta có từ bedroom, phòng ngủ, đúng chưa nhỉ? Nào, con đọc cho cô nào. Bedroom. Bedroom. Ok, one more time, bedroom. Bedroom. Con đọc đi. Bedroom. Bedroom. Ok. Badminton. À, cái từ này của chúng ta thì là môn cầu lông đấy. Badminton. 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 Ok, con đọc này. Badminton. Badminton. Ok, cái thằng bedroom của cô con đọc là bed bed room room. À, như thế cô cho nhớ nhá. Thế con thằng này của cô con phải rộng miệng hơn một tí rồi con phải đọc chậm hơn cho cô một tí. Badminton. Được chưa nhỉ? Badminton. Ok, rồi con đọc cho cô nhá, cô nói tiếng Việt. Ok, cô chưa bảo viết, từ từ, hold on. Ok, bây giờ cô nói tiếng Việt, Hà sẽ nói tiếng Anh nhá. Ok, do you understand? Alright. Phòng ngủ của cô, phòng ngủ nào, phòng ngủ. Ok. Con ong. Đi. Chú ong. Đi. Ừ, bạn ong. Đi. Vẫn là đi. Ok. Môn cầu lông. Badminton. Ok. Rồi, ok. Rồi. Ok, badminton. Ok. Con ghi cho cô ba từ này đi. Ok, write down. Thank you.
Finished. Okay, finished. All right. Now, next one. I am a bee. Now, I am a bee. Nghĩa là? Bạn ấy nói cái gì nhỉ? I am a bee. Tôi là một con ong. Tôi là một con ong. Dần. Bây giờ câu hỏi là nhỉ? Con nói là bạn ấy là một con ong. Không phải tôi là một con ong mà con nói là bạn là một con ong. Bạn là một con ong. Thế con sẽ nói như nào? Bạn là một con ong. You are a bee. Đúng rồi, you are a bee. Cô ấy là một con ong. She is a bee. Okay, rồi tiếp theo này. Okay, good job. Now, this is a bedroom. Cái câu này cô dạy rồi này. This is nghĩa là đây là phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đúng không? Ok, đây là phòng ngủ này. Thế con nói là đây là một con ong. Con nói như nào? I am a bee. I am a bee là tôi là một chú ong. Thế bây giờ nói là đây là một con ong. Đây là một con ong. Đấy. Đây là một con ong. Hà sẽ nói như nào nhỉ? Đây là một con ong. This is a bee. This is a bee. Đúng rồi. Okay. Okay. We are playing badminton. We are playing badminton. Nghĩa là playing badminton. Có môn thể thao thì chúng ta phải như nào nhỉ? Đánh cầu lông. Chơi cầu lông, đúng không? Thế thì cả câu này chúng ta sẽ dịch như nào con? We are playing badminton. Nghĩa là chúng ta đang chơi cầu lông. Ok. Hà ghi cho cô nhá. Chúng ta đang chơi cầu lông. Con ghi cho cô. Ghi cho cô nhá. Con ghi cho cô câu đầu tiên. I am a bee. I am a bee. We are playing badminton. Rồi, con ghi cho cô. Ba câu này. Finish. Okay, finished. Now, chúng ta đọc lại nhé. Con viết
cái chữ gì của cô, chúng ta đang chơi cầu lông chưa? Con biết chưa? Yes? Yes. Okay, great job. Now, okay, let's practice. I am a bee. Con đọc đi. I am a bee. I am a bee. This is bedroom. This is bedroom. We are playing badminton. We are playing badminton. Okay. I would like to, I would like us to play a game. Okay. Yes. Okay, yes. Number 1, 2, 3. I will raise my hand. For example, I show you one finger. One finger, it means number one. Cô nói là cô giơ một ngón tay, có nghĩa là số 1. Con sẽ nói cho cô tiếng Anh nhanh nhất có thể nhá. Nhá. Okay? Yes. Yes. Okay, are you ready? Yes. Yes. Okay. Let's go. Now. Look at my hand. Look at my hand. This is bedroom. We are playing badminton. We are, đúng không ạ? Yeah. Okay. I am a bee. Okay, great job. Nào, bây giờ cô sẽ đọc ngược lại nhá. Bây giờ cô sẽ đọc ngược lại. Cô sẽ nói tiếng Anh là số. Con sẽ nói cái câu đấy, cả cái câu đấy, được chưa? For example, cô nói number one, con nói là I am a bee. Rồi, great job. Cô nói là this is bedroom, con sẽ nói là number two. Number two, okay. Now, are you ready? Yes. Yes, okay. Now, I am a bee. Number one. Number three. We are playing badminton. We are. Okay. We are. Okay. Number two. This is bedroom. Okay. Great job. Rồi. Bây giờ Hà đã nhớ hết tất cả ba câu của cô chưa? Yes. 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 Okay. Now, next. Oh, cái gì đây? Okay, can you see this? What is this? Hat. Ah, how do you spell it? Eight. Oh, đúng rồi, eight. A. T. T. Okay, cái nhà vừa lúc nãy cô có nói á. Vừa lúc nãy cô nói cái nhà là gì nhỉ? House. Do you remember? Con nhớ không? House. Chúng ta đánh vần bắt đầu bằng H. Okay. Gì nữa? What else? U. S. Gì nữa nhỉ? E. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Máy bay thì sao? Ok, do you know máy bay? Con biết máy bay không? No. Ok, no. Rồi, cô sẽ nói cái từ máy bay nhá. Tiếp này, chúng ta có từ. Màn hình của cô đang đứng lại. Ô, màn hình của cô lại đứng lại là sao nhỉ? Ok. Để cô chạy lại chút. Nào. Cô sẽ đánh vần cho cô. Cô sẽ đánh vần cho con chữ plane nhá. Nào. Chữ plane máy bay của cô nào. Con sẽ viết cho cô nhá. Cô đánh vần này. P. Finish. Finish. L. P.
Con ghi hai chữ PL chưa? Yes. Yes. A. Yes. N. N. N là chữ N ngắn của chúng ta. Được chưa nhỉ? Ok. N. Finish. Finished. E. E. E là chữ E. À, E là chữ E của cô nha. Được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Finished. Yes. Yes. Nào, Hà đọc cho cô cái đánh vần lại cho cô cái máy bay nào. Con đánh vần lại nào. Again. Yes. Yes. P. L. A. Okay. N. N. E. E. Okay. Giờ con nói là đây là một cái máy bay. How do you say? Yes. Là con nói đây là một cái máy bay. This is a plane. Okay. Đây là một cái mũ. This is hat. À, this is a hat. Rồi, okay. Rồi, con chỉ cần luyện đọc cho cô đã nào. This is a hat. This is a cat. Okay, đây là một ngôi nhà. This is house. A house. House. Okay, house. House. Okay, rồi. Nào, Hà nhá. Hà viết cho cô cái câu đấy là tôi là một ngôi nhà thì chúng ta sẽ viết như nào? I am a house. Okay, I am a house. Đúng rồi. Tớ là một chiếc máy bay. I am a plane. Đúng rồi. Tớ là một cái mũ. I am a blend. Một cái mũ. I am hat. I am hat. Okay. Hà nhá. Hà sẽ về nhà. Hà viết cho cô này. Tất cả các từ mới hôm nay là chúng ta có gì nhở? Máy bay, ngôi nhà, cái mũ, cái gì nữa nhở? Con ong, gì nữa? What else? Phòng gì? Phòng gì nhỉ? Phòng ngủ. Phòng ngủ. Và gì nữa? Phòng ngủ. Và một từ nữa là từ gì nhỉ? Môn cầu lông. Cô chưa nghe thấy. Môn cầu lông. À, môn cầu lông. Ok. Vậy chúng ta có mấy từ? How many words? How many words? Sick. Ok. Nào, thế Hà về nhà này, viết cho cô 6 câu. Viết cho cô 6 câu nhá. Viết cho cô 6 câu. Viết cho cô. Nào, bài tập về nhà con ghi nhá. Bài tập về nhà. Bài tập về nhà này. Được. Bài tập về nhà này. Viết với 6 từ mới này thì sẽ viết cho cô mỗi từ mới 2 câu tiếng Anh. 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 Yes. Ok. Nào, Hà về, Hà sẽ chụp cho cô rồi viết cho cô, rồi con sẽ chụp cho cô nhá. Nhá. Ok.
Yes. Rồi, bởi vì là hôm trước con chưa có chụp cho cô, Hà phải viết lại cả bài tập hôm trước và chụp ảnh cho cô nữa nhỉ? Yes. Ờ, ok. Nào, hôm trước Hà còn nhớ mình phải làm gì không nhỉ? Trả lời. Ờ, viết gì con? Trả lời hỏi và trả lời câu hỏi. Ừ, câu gì nhỉ? Which? How are you? Đúng rồi, how are you? Nhớ nhá, về nhà chép cho chị à, viết cho cô, trả lời cho cô câu hỏi ấy này. Rồi làm gì nhỉ? Viết cho cô 6 từ mới này và mỗi từ mới là 2 câu nhá. Đúng chưa? Con nhớ chưa nhỉ? Nhà đi ông. Đi rồi. Quên. Đi rồi. Rồi, với 6 từ mới này, mỗi từ viết cho cô 2 câu nhá. Yes. Yes, ok. Nhưng mà quan trọng nhất là phải gửi ảnh cho cô nhá. Ok. Yes. Ok, rồi. Con hỏi cô về bài tập hôm nay nữa không nào? Bài gì vậy? Bài tập hôm nay có bài tập gì con thấy khó hiểu không? Nói lại đi. Mỗi từ mới 2 câu thì ngay được không? Ừ, ví dụ nhá, cô sẽ giải thích này. Ví dụ này, với một từ house, con sẽ nói với cho cô 2 câu. Nào, con lấy ví dụ cho cô, con ghi từ house cho cô nhá. Nào, Hà ghi từ house. Rồi, con ghi cho cô từ house. Sau đấy xuống dòng này, Hà sẽ ghi là this is a house. This is a house. Đấy. Ok. This is a house. Câu thứ hai của từ house là I am a house. I am a house. Đó, ok, dễ chưa nhỉ? Dễ chưa nhỉ? Hai câu mình học hôm nay đó. Đấy chưa? Con đã viết lại cho cô thôi. Đó. Hà nhớ chưa? Yes. Rồi, con đọc lại cho cô hai câu con viết như thế nào? House. Ừ, hai câu cần viết về từ house như thế nào? This is a house. I am a house. Oh, ok. Và tương tự với từ mũ thì chúng ta làm như thế nào? Từ hat thì chúng ta làm như thế nào? A hat. Ừ. I am a hat. Ok, good job. Rồi, về nhà làm cho cô nhá. Và gửi ảnh cho cô nhá. Ok. Yes. Ok, yes, ok. Rồi, thế chúc cô ngủ ngon như nào? Are you sleepy? Are you sleepy? No. No, ok, good job. You still not sleepy. Nào, thế cô dạy, lần trước cô dạy chúc ngủ ngon như nào nhỉ? Good. Good gì? Good night. Ok, good night. Hẹn gặp lại cô lần sau mình nói thế nào? See you again. See you again. See you again. Rồi, nào, con nói cho cô cả câu này. Good night and see you again. Good night and see you again. Rồi, ok. Bài tập của cô giao về có dễ hay là khó? Dễ. Dễ, ok. Nhưng mà con phải viết cho cô nhá. Viết vào vở chụp ảnh cho cô nhá. Yes. Yes, ok. Nào, chúc cô ngủ ngon và tạm biệt cô nào. Good night and see you again. See you again, ok. Good night and see you again. Bye bye. Bye. Okay, bye-bye.